Ủa mẹ, mẹ. Trời ơi, cậu làm gì mà la lớn vậy con? Để cho thằng Tâm nó ngủ. Mẹ, nhưng mà sao mẹ lại vô phòng ngủ của vợ chồng con? Con nói gì vậy? Thằng Tâm mà nhỏ lớn vậy nó ngủ với mẹ, mẹ phải gái đàn nó mới ngủ được. Bắt bắt gì? Nhưng mà nãy con khóa cửa rồi mà sao mẹ lại vô được? Có gì đâu, làm cái chị khóa dự phòng. Làm gì mà lo dữ vậy? Để nó mẹ chăm sóc cho. Cái là ông Sùm à? Nó ngủ đi.